một con trâu tầm trung, khá là đẹp các bạn. Đấy, con này tầm 4 tuổi rưỡi, 4 tuổi, 5 tuổi. Đấy, con này người ta đang báo là tầm đấy, con trâu của bác kia kìa, đeo cái túi ở chỗ kia kìa. Đấy, bác ấy. Thì bác báo con này là 46 triệu. Đấy, có người trả 42, 43 thì bác chưa bán. Và giá mong muốn của bác là chốt con này là tầm 45 triệu. Đấy, hai bên thì vẫn chưa thỏa thuận được các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay sơ qua ngoại hình cho mọi người xem nhé. Nói chung là con này thì có lên cổ này. Đấy, ngoại hình cân đối này, thịt chắc này. Nói chung là sừng được. Đấy. 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 Và một số bác đang bình luận là chê con này nó, nó ngắn một tí, nó dài thêm một tí nữa. Nếu mà anh lấy thật, anh lên em 500 nữa. Đây, 445. À có, một số bác bình luận là bảo con này nó ngắn, nó dài thêm một tí nữa thì tuyệt vời các bạn. Đấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó chỉ như thế này thôi. Đấy. À, là cố lên 500 nữa là được ạ. À. Có nghĩa là muộn tối, bây giờ cũng tối rồi. Giá mong muốn của bác cho con này là 44 triệu 500 bác bán, coi như là xuống 5, bác xuống 500 nữa, lúc đầu bác báo là 45. Đây con này đây. Hy vọng là chúng ta sẽ quay được con này chốt. Đây, chợ này các bạn này. Đấy. Hình như là người ta đang xem con kia. Mình ra quay con kia trước nhá, tí con này là người ta chốt mình quay lại sau. Đấy. Tầm 40. À, bán rồi. À, 442. Chốt rồi các bạn. Đấy, con này chốt rồi nhá các bạn nhá. 44 triệu 200. Nói chung là con này mình thấy nó được các bạn, tầm trung. Đấy, trâu chắc thịt. Đấy, chân tay thì cũng được các bạn. Đấy. À, còn con này nữa các bạn. Đấy, con này thì hình như là video trước mình quay rồi. Đấy, con này bác đang xem này. Đấy, con này người ta đang báo là 47, 48 triệu cơ. Con kia chốt rồi. Con kia chốt. 442. Đến ta nền tiền. Thầy áo xanh, áo xanh. Hơn nhau có triệu 8 bạc. Ok các bạn nhé. Ui kia có con nghé đẹp chưa kìa. Con này thì bác đang báo là 48 46 thì anh ấy chốt nhé các bạn nhé. Đấy, con này so với con kia con này dài trâu hơn. Nhưng mà con này thì người ta vẫn đang xem đấy các bạn. Đấy, đang xem giá cả. Tí con này là người ta chốt mình quay lại cho bạn xem. Bây giờ là mục tiêu của chúng ta là cái con nghé này. Ủa con nghé đẹp này. Con này con đực nhé các bạn nhé. Đấy, con này sừng to các bạn. Con này đẹp hết nha. Con này mấy tuổi xem. Trông ngoại hình nó có vẻ nó còn non các bạn. Nhưng mà mình thấy là nó cũng rơi vào tầm 3-4 tuổi rồi. Con này ngoại hình đẹp hết đấy. Đấy, chân tay cũng đẹp các bạn. Đây. Quay cho bạn xem. Đấy. Con này 27. Vâng. Không, cháu không xem giá. Cháu chị cháu đang xem là cái ngoại hình nó đẹp. À, ngoại hình con này đẹp nhỉ? Con này làm giống hả bác? Con này làm giống mà. Cháu giống nhỉ? Cháu giống à, 27. Cháu của bác á? À.
Nghi lắm. Còn bác thì cháu nghi nữa. Con này ngoại hình đẹp. Đấy, mình thấy xoáy à. Khoái, xem khoái cân đối không nha. Xem trâu giống đẹp không nào. Ồ. Ồ, bốn khoái cân đối phết nhỉ. Khoái đẹp nhỉ. Mấy thiều? Một thiều. Chân tay đẹp. Con này tầm 3 tuổi chưa bác? Con này hả? 24 tuổi rồi. 2 tuổi rưỡi chắc 2 tuổi rưỡi nhỉ. Chắc nhiều đốt đấy nhỉ. Cháu nghi nó gần gần 3 tuổi rồi đấy. Nhưng mà được cái ngoại hình, được cái ngoại hình đẹp. Vâng. Nhưng mà được cái ngoại hình đẹp nhỉ. 3 tuổi mới thay răng. Vâng. Con bên kia họ mua rồi. Cái con lúc chú đi đái họ mua rồi. 442 đấy. Họ báo 445. Sau đó là hơi lý rồi. 42 hơi lý rồi. Nhưng mà con đấy cũng chắc trâu mà nhỉ. Vâng, chắc trâu. Nhưng mà tướng tướng cái con này sau đấy là cũng to ấy. Con này này. Tướng con này cũng to. À. À, ok các bạn nhé, mình vừa tâm sự với chú nhưng mà chú bảo là con này 27 triệu này các bạn này. Đấy, không biết là bác ấy nói thật hay không nhưng mà cứ tạm thời như vậy đó các bạn. Đấy. Mình 27 triệu là cũng tầm tầm đấy các bạn, bởi vì là con này vai mới hồng to, nói chung là sừng to. Con này đẹp các bạn, con này làm trâu giống đẹp này. Con này bốn khoái đóng chuồng, cổ to nữa. Quá đẹp lắm. Đấy, bác ấy bảo 27 triệu. Đấy, các bạn nhớ cho ý kiến nhé. Nhớ xem nhé. Để cho mình xin ý kiến.